Chào tất cả người nha, đã trở lại kênh HBK Gaming của mình. Thì trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn tất cả vị trí album 11 của cái series sưu tập ảnh theo dòng cốt truyện của game. Đây mọi người, album 11 sẽ ở đảo bánh nha. Đây sẽ có 5 bức hình nè. Và mình sẽ hướng dẫn vị trí tất cả 5 bức hình này cho anh em ha. Và video này mình sẽ hướng dẫn bổ sung thêm 4 bức hình của cái series sưu tập ảnh phong cảnh của game nha. Đây. Ok. Thì anh em tân thủ á, mà chưa biết về hai cái series này á, thì anh em có thể xem bắt đầu từ những hình ảnh đầu tiên nha. Đấy, nói chung trong danh sách phát kênh mình á. Không, anh em bấm dưới phần mô tả cái video này luôn, mình để cái link á. Anh em bấm vào rồi anh em xem bắt đầu từ cái album đầu tiên, những bức hình đầu tiên nha. Để anh em cài trái, đấy, nói chung series này cài trái nhiều lắm, ngon lắm á. Ok, anh em tân thủ chú ý nha. Rồi, thì nói chung cái video này thì mình sẽ hướng dẫn sưu tập các hình ảnh ở đảo bánh nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn anh em cái album 11 này trước nha. Rồi anh em cùng xem với mình. Đầu tiên thì anh em mở map lên, anh em qua cái map đảo bánh nè. Đấy, danh sách cái map nè. Đấy, thì anh em vào cái map đầu tiên của đảo bánh cho mình. Rồi anh em xuống tuốt dưới đây nè. Đấy, dấu ít cho mình nè, thấy không? Anh em xuống cuối dưới map nè. Rồi, ok, sắp tới rồi. Đây, chúng ta sẽ thấy mấy chỗ phát sáng nè, thấy không? Đấy. Rồi thì cái này đi, này đầu hình này đầu tiên đây. Hình này thì anh em chọn cho mình đó là nhân vật Sensei. Đấy. Đấy, ok, Sensei anh ba. Nói chung mấy cái series sưu tập ảnh này là cày trái vàng khá là ngon nha, anh em cố gắng làm cho mình. Ui mới vô đời end hết luôn rồi. Ok, chúng ta được một bức hình đây. Mỗi lần mình sưu tập một bức hình xong á thì mình sẽ mở lên cho anh em xem nó nằm chỗ nào nha. Đây. Rồi, tiếp tục anh em đi qua đây thôi. Ngay cái map 1 này có hai hình luôn. Rồi, cái này thì anh em chọn cho mình đó là thanh niên này nha. Rồi, thanh niên này anh em chú ý cho mình. Rồi, bấm vô, chính xác. Rồi, đấy. Này này, bấm nói chuyện thôi. Anh em có thể bấm nút trên đây qua nè. Rồi, bấm nút trên đây qua đi, cho nhanh. Rồi, ok. Đấy, thêm một bức hình nữa. Đây, xem bức hình này nó nằm chỗ này nha. Đấy, ok, còn 3 bức hình nữa thôi. Đơn giản. Ok, tiếp tục anh em mở bản đồ lên. Rồi, anh em đi qua cái map thứ hai cho mình nha. Rồi, anh em xuống vị trí dưới đây nè. Rồi, anh em bấm qua đây cho mình. Ok, chúng ta cập bến. Đấy, vừa cập bến anh em dừng lại cho mình. Đây, nằm ở đây luôn. Đó, vị trí đầu tiên luôn nè. Đấy, rồi anh em tìm đấy. Ngay vừa lên đảo luôn nha anh em. Ok ha. Rồi, chỗ này thì anh em tiếp tục chọn cho mình là thanh niên này luôn. À, ok, thanh niên lâu đài này nè. Đó. Ok. Nói chuyện anh em có thể bấm nút trên đây cho qua luôn cũng được ha. Đấy, nói chung cái này nó sẽ bổ sung thêm cốt truyện chính của game anh em. Đấy. Khúc mấy khúc nói chuyện này kia. Đây là cái sưu tập ảnh theo dòng cốt truyện của game mà, nó sẽ bổ sung thêm một số cái cốt truyện của game ha. Rồi cái ở dưới á, cái bổ sung đây hình này nha anh em. Còn cái này á là sưu tập phong cảnh của game, những cảnh đẹp trong game đó. Đó, ok ha. Rồi tiếp tục tới hình thứ tư nha. Hình thứ tư album 11, anh em mở bản đồ lên cho mình. Xong anh em đi qua cho mình cái map thứ tư nha. Đây map này nha. Rồi anh em vô cái chỗ ở giữa nè. Đây anh em sẽ di chuyển đây. Di chuyển chỗ dấu ít nha anh em, chú ý nha, chỗ dấu ít của mình nè. Đấy, anh em di chuyển vô đó cho mình. Đây, chúng ta đã tới nơi. Rồi, anh em đi tới chỗ cái bàn này nè. Đấy, ngay vị trí này nha. À, rồi, chỗ này anh em chọn cho mình đó là đây, thanh niên đầu bếp nè. Ok, thanh niên này nha, chú ý nha. Đó, rồi, ok, chính xác. Quá đơn giản anh em. Rồi, anh em có thể bấm. Rồi, ui quân đoàn game 66. Wow. Đấy. Tiếc ghê anh em, mới ra có bà chị thôi, còn mấy nhân vật này gì trong quân đoàn game 66 chưa thấy ra anh em. À, sau này chắc cũng ra thôi. À. Ok. Rồi bấm nhanh qua. Đấy, chúng ta đã thêm một bức hình nữa nha. Ok, và chúng ta còn bức hình cuối cùng thôi anh em. Đây hình đây nha. Rồi, bức hình cuối cùng là hình này. Ok. Này thì anh em đi qua cho mình. À, mở bản đồ lên. Đi qua cái map 5 nha anh em, map 5 này. Đấy. Rồi, anh em đi qua dưới đây.
anh em sẽ đi qua một cái map ẩn nha. Rồi anh em đứng ngay đây luôn nè, đó anh em vô vị trí này luôn nè. Đấy, ở map 5 nha, ngay vị trí này anh em sẽ thấy cái đường cầu thang lên nè. Anh em sẽ đi qua cái map ẩn. Đó, map ẩn nè. Rồi anh em đi thẳng vô luôn. Đi thẳng vô luôn nha. Đấy. À, map ẩn này, ngay vị trí giữa này luôn. Anh em chọn cho mình nhân vật thứ hòn bit mom thôi. Và xong. Cái album 11 ha. Quá đơn giản. Rồi. Ok. Sẽ bấm nhanh qua. Rồi xong rồi. Đấy. Đây. À, 100% nha. Đấy, thì nói chung anh em nào mà tân thủ này kia chưa biết về cái series này á, thì anh em có thể xem lại trong danh sách phát mình á. Mình có hướng dẫn đầy đủ tất cả cái album từ 1 đến tới hiện tại luôn nha. Và tiếp theo thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn vị trí của 4 bức hình của cái series siêu tập ảnh phong cảnh nha. Đấy, nói chung 4 bức hình này thì dễ thôi. Anh em cũng sẽ vào cho mình ở đảo bánh nha. Đây, và anh em đi vào cái map thứ 5. Đây, ngay cái vị trí này luôn. Để anh em vào cái map ẩn luôn nha. Đấy, chú ý ha. Rồi, vô. Rồi, cái siêu tập ảnh phong cảnh này thì đơn giản anh em tới là nó sẽ nhận thôi. Rồi anh em bấm vô là sẽ nhận hình luôn. Không có chọn hình giống siêu tập theo dòng cốt truyện của game nha. Rồi, chúng ta đã được một bức hình. À, đấy. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ qua bức hình tiếp theo là ở cái map đây, đây anh em qua cho mình cái map thứ 6 nha. Đây 2 4 2 4 6, đây là cái map này nha. Rồi chúng ta đã lên cái map thứ 6 nha. Rồi cái map này thì anh em đi xuống dưới đây cho mình. Đấy, xuống dưới chỗ ít nè. Đó, ngay vị trí này luôn. Rồi đây, ngay vị trí này nha. Thấy. Rồi lũng. Ok, chúng ta đã thêm được một bức hình nữa. Đấy, quá đơn giản em ơi. Đây. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ qua bức hình này đi ha. Hình này thì anh em đi vào cái map thứ 7 của đảo bánh. Map thứ 7 là map này. Đây, map này nha anh em. Rồi, anh em lên. Rồi rồi, lên lên nè, tới nè. Đấy. Đây anh em thấy luôn, vừa tới luôn nè. Đây, ngay vị trí này nha. Đó, map thứ 7, ngay vị trí này. Rồi, lũng thôi. Ok, tiếp tục. Bức hình cuối cùng của đảo bánh này là bức hình này. Thì cái này thì anh em đi qua cái map thứ 8. Đây, map cuối cùng của danh sách đảo bánh anh em. Đây, map này nha. Rồi, anh em lên cho mình cái vị trí chỗ cái cầu á. Này, xuống chỗ dưới dấu X nha anh em. Đó. Rồi, ok, đây, 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 tới nè, đó, lên cái cầu này nè. Đấy, rồi, anh em thấy luôn. Đấy, phát sáng nè, chỗ phát sáng nè. Rồi, hiện lên con mắt, rồi, anh em bấm thôi. Rồi, xong. Đây, ngay vị trí cái cầu này nha. Ok, và chúng ta đã xong cái series siêu tập ảnh phong cảnh này luôn. Ok, thì mình sẽ kết thúc cái video này tại đây nha. Cảm ơn anh em đã xem video, nhớ like và chia sẻ video giúp mình, cũng như đăng ký kênh để xem những video mới tiếp theo.